Short là video dưới 60 giây theo chiều dọc và phải có hashtag short ở trong tiêu đề hoặc trong mô tả. Đến thời điểm này thì hiện đã có nguồn lưu lượng truy cập cho short ở trong studio các bạn vào nguồn lưu lượng truy cập là các bạn sẽ thấy có short số liệu phân tích này. Hôm nay các bạn xem như này thì một phần là mình nói về short, nhưng mà các bạn cũng sẽ thấy được là cái cách chúng ta phân tích dữ liệu, cái cách chúng ta sử dụng dữ liệu ở trong kênh như thế nào, cái đó có khi còn quan trọng hơn cả short nha. Short nó là trend hiện tại. Đây, ở đây, đây, sẽ các bạn sẽ thấy có nguồn lưu lượng truy cập là short này, 1, 2, 3 từ dưới lên này. Khi video được xem theo dạng bình thường ở trên tìm kiếm và đề xuất thì vẫn kiếm được tiền bình thường nha, nhưng mà số view lớn nhất đến từ ở trên kệ short thì chỗ đó hiện chưa có tiền. Những cái view đến từ từ trên kệ short đấy không được tính vào 4.000 giờ xem ban đầu. Tại sao lại xuất hiện cái short này ở trên đời? Hiện tại ở trên YouTube là 70% lượt view trên YouTube đến từ điện thoại và tablet, các thiết bị di động, giống như cái hình này mình đính kèm một cái điển hình ở bên dưới này. Số lượt xem 90% đúng không? Máy tính bảng 1,5% nữa, nói chung là trên 90%. 28 ngày qua trong tổng số 700.000 view thì có đến 636.000 là đến từ điện thoại. Chúng ta nhìn thấy là cái tương lai là nó nằm ở trên điện thoại, nằm ở trên thiết bị di động. Thống kê cho thấy là Gen Z đang dành 52 phút mỗi ngày cho TikTok, 40 phút cho YouTube ở trên thiết bị di động, ở trên điện thoại. Thì tại sao cái Gen Z này lại quan trọng? Tại vì Gen Z là tương lai của, không chỉ là tương lai của media, không chỉ tương lai của YouTube, mà là tương lai của toàn thế giới, đúng không? Đừng nghĩ tầm ngắn mà nghĩ tầm trung và tầm xa một tí, thì mình phải nhìn vào là xem Gen Z nó đang làm gì, nó đang chơi gì ở đâu, và nó đang quan tâm đến cái gì. Mình cứ ngắm theo nó thì trước sau gì mình cũng tốt cả. Tại sao mình đã làm khá nhiều video về short ở trên kênh của mình mà ngày hôm nay mình vẫn làm một cái buổi chia sẻ này về short? Tại vì cách đây khoảng vài tuần ấy, trong cái blog do CEO của YouTube viết ấy, các bạn có thể nhìn thấy cái hình ở bên trái ấy, Susan Wojcicki viết thì ưu tiên số 1 của YouTube trong năm 2021 là sáng tạo bằng điện thoại, sáng tạo bằng ở đây này, mobile creation. Họ sẽ ưu tiên, cái đoạn này mình dịch sơ bộ thành ba cái gạch đầu dòng nha, ưu tiên hỗ trợ cho thế hệ nhà sáng tạo mới làm video bằng điện thoại. Hiện tại thì Short đang được thử nghiệm ở Ấn Độ và có 3,5 tỷ view một ngày. Thử nghiệm thì ở Ấn Độ thôi, nhưng mà trên toàn thế giới tất cả các nhà sáng tạo đều có thể làm được cái short này bằng cách là hiện tại là mình đang đi đường vòng, tức là phải thêm cái hashtag short ở trong tiêu đề hoặc mô tả ấy. Còn mà một cái tin cũng rất lớn nữa, cách đây mới có vài ngày thôi là short đã được tiếp tục thử nghiệm bản beta ở Mỹ. Mỹ là thị trường quan trọng nhất của YouTube mà người ta đã bắt đầu cho bản beta xuất hiện. Như vậy là mình biết là YouTube quyết tâm, rất là quyết tâm đổ tất cả mọi nguồn lực tiền bạc để chiến đấu với TikTok. Cho nên là cái này là chúng ta, cái mà chúng ta không thể làm ngơ được. Ở YouTube ở Mỹ ấy, là ở trong cái tab mà khám phá đấy là xuất hiện cái short này. Các bạn nhìn thấy cái hình bên trái này, short xuất hiện một kệ riêng này, không phải một kệ riêng mà một trình phát riêng, khi khán giả mà rất to nha, to bằng tất cả những cái khác cộng lại này, từ tab trending cho đến âm nhạc này, tin tức này, thời trang, cũng bé hơn của cái kệ của cái trình phát short này ở bên phải này này, ở trên cái trình phát bình thường nhá. Nếu mà một video của bạn là short nhá, ở góc bên phải này bình thường nó là timestamp, dấu thời gian đúng không? Ví dụ clip là 10 phút hay 20 phút là nó đây. Thì bây giờ các clip short xuất hiện thêm cái logo short ở đè lên. Chúng ta thấy là mọi thứ đang diễn ra rất là gấp gáp ở Mỹ và ở Ấn Độ. Đây là câu hỏi mà nhức nhối nhất đúng không? Đặc biệt là kênh nhỏ thì không nói làm gì, kênh nhỏ các bạn không có gì để mất thì các bạn làm short ầm ầm và lấy view ầm ầm luôn. Nhưng mà kênh bắt đầu khoảng từ 10.000 sub trở lên là bắt đầu ngại làm short. Thì hôm nay anh em mình chúng ta sẽ cùng nhau xem xét về short là một chuyện, nhưng mà xem xét để nhìn là cái cách chúng ta xem cái số liệu phân tích của trong kênh là như thế nào nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tính năng, đấy là tạo nhóm. Đi vào trong nguồn lưu lượng truy cập nhé. Ở đây các bạn có thể thấy là tất cả này, tab tất cả này, chọn từng video một này, nhóm này, hoặc là chọn theo danh sách phát. Thì ví dụ như danh sách phát shop này chẳng hạn, là khi mình click vào đây thì số liệu này là số liệu chỉ riêng cho danh sách phát này.
cái này là cực kỳ lợi hại nha, để các bạn biết là ví dụ như tại vì ấy, cái cách làm nên làm của chúng ta là cùng một chủ đề nhưng mà phải nhiều giỏ video giống nhau. Ví dụ như mình nói chẳng hạn như kênh làm về nấu ăn chẳng hạn, thì ví dụ như có một giỏ video là về thịt bò đúng không, các món bò khác nhau, giỏ video về thịt heo, giỏ video về các món canh. Cái cách mình làm như thế ấy, thì lưu lượng đề xuất nó sẽ nối liền các video trong cùng một giỏ đấy, giống như lãm tử phiêu bạt kỳ chia sẻ ở trên cộng đồng của chúng ta, làm sao để có sự liên kết giữa các video để cho khi mà ăn đề xuất một video thôi thì nó sẽ kéo cả cái giỏ này lên. Thì cái này nó lợi hại ở chỗ như thế là ví dụ như mình tạo ra một cái danh sách phát về thịt bò này chẳng hạn, thì mình muốn xem riêng những cái số liệu của nó thì mình có thể xem được. Ở đây mình có danh sách phát ăn đề xuất đấy, mình click vào đây là số liệu này là số liệu chỉ riêng cho cái này. Thời gian xem trung bình này, tỷ lệ nhấp chuột này, tất cả những cái mà anh em mình hay nói với nhau ấy, thì nó mới có ý nghĩa, tại vì nó là giống nhau. Chứ còn nếu mà mình so sánh một cái clip nấu ăn mà so sánh với một clip về sửa xe Honda chẳng hạn thì nó rất là khập khiễng, rất là khó nói đúng không. Thì ở đây trong này mình có thể tạo ra nhóm này để ví dụ như chẳng hạn như mình muốn thử nghiệm một món gì mới, một món gì lạ, ví dụ thịt gà chưa có xuất hiện ở trên kênh mình chẳng hạn, mình làm liên tiếp 3-4 video, mình tạo ra một nhóm thịt gà để mình so sánh với cả kênh, so sánh với các nhóm khác. Thì ở đấy nha, mình sẽ tạo nhóm mới. Mà vậy là hiểu rồi đúng không? Đây là nhóm này, mình sẽ đặt tên là nhóm Shorts, tất cả các video Shorts. Thì mình sẽ chọn các video nào là Shorts. Clip này là Shorts này. Clip này là Shorts này. Shorts này. Rồi, 10 clip ha. Lưu lại cái nhóm này. Nhìn nha. Vậy là mình có một nhóm Shorts nha, sau đó mình sẽ so sánh. Ở bên phải này các bạn sẽ thấy so sánh với này, có ai để ý bên này có chữ so sánh với không? Ở đây nếu mà mình có thể so sánh cả kênh thì mình sẽ click vào Việt Creator này này. Hiện ra, thấy chưa, so sánh liền, biết rằng là cái nhóm đấy nó có ok hay không. Nhưng mà so sánh với cả kênh thì mình thấy nó cũng hơi khập khiễng. Tại vì ví dụ như 90 ngày qua chẳng hạn thì nó mình làm nhiều Shorts, số lượng làm Shorts khác nhau, còn cả kênh này thì view đến từ các video cũ các kiểu nó cũng hơi khó nói. Nên là mình sẽ tạo ra thêm một nhóm mới. Nhóm này mình sẽ đặt tên là đối chứng Shorts ha. Đối chứng Shorts là các clip mà cũng trong giai đoạn mình cũng làm trong giai đoạn gần đây, trong giai đoạn từ hồi bắt đầu có Shorts đến bây giờ. Là các clip dài, tiệm phở ngon nhất Sài Gòn này, hay cách trở thành filmmaker số 1 thế giới. Cái này là luôn trực tiếp không lấy này. Xin đừng bán rẻ fan này. 4 sai lầm đáng tiếc của mọi người mới kiếm tiền Facebook này. Kiếm tiền Facebook với kiếm tiền YouTube kèo nào đang thâm hơn này. 4 nha, mình sẽ lấy đúng 10 clip để bằng với số lượng bên kia cho nó dễ so sánh đúng không? Phải tương đồng với nhau mới so sánh được đúng không? Tiết lộ của một chủ nhân các bạn, 10 clip chưa? Rồi, lưu lại. Cái nhóm đối chứng này mình phải chỉnh lại một thứ. Tại vì trong nhóm này nó có một cái clip mà mình gọi là sao ta, mình quảng bá, mình nhờ các kênh khác kéo rất là mạnh. Cho nên là mình loại trừ cái clip đấy ra để cho nó cái clip này là cái clip mà mình nhờ anh Thuận Bùi này, nhờ anh Dương Trung Hiếu này, vân vân, để cho anh em mình biết được là hiện tại mình có thể dùng clip YouTube của mình đăng lên fanpage Facebook và kiếm tiền tương đương, có những kênh còn kiếm tiền được nhiều hơn so với YouTube nữa. Thấy bằng một clip dài hơn ha, chuyển cảnh sao cho pro này. Rồi, thấy chưa, thấy nó khác hẳn chưa? Tổng số lượt xem của hai bên khá là tương đồng ha, 7599 là không được. 90 ngày qua này vẫn chưa chính xác lắm, mà mình sẽ lấy từ cái thời điểm đầu tiên là mình bắt đầu, mình chỉnh ngày tháng ở đấy nha. Các bạn xem như này là các bạn có thể làm theo ở trên kênh của mình luôn nha. Bên Shorts nhỉnh hơn một tí, 13.400 view, số lượt xem 12.900 view.
Đấy, các bạn có thể so sánh các nguồn lưu lượng truy cập lần lượt. Nguồn ở bên này là nguồn short này ha. Nguồn short thì đương nhiên ở bên phải này không có rồi. Nguồn các trang của kênh này. Các trang của kênh thì 2008, bên này 2007 cũng tương đương nhau. Các tính năng duyệt xem. Các tính năng duyệt xem thậm chí là short còn nhiều hơn nhá. 2004, bên này là có 1008 thôi. Có khả năng là khán giả thấy clip ngắn hơn thì dễ xem hơn. Tìm kiếm trên YouTube 988. Bên này tìm kiếm trên YouTube nhiều hơn rất nhiều, 3900. Ở chỗ này mình nói một chút về cái chỗ mà lưu lượng đến từ tìm kiếm. Lưu lượng đến từ tìm kiếm là lưu lượng dễ đánh nhất ở trên YouTube, mặc dù là không phải là nguồn lưu lượng mà gọi là có giá trị nhất. Có giá trị nhất là video đề xuất và các tính năng duyệt xem. Tuy nhiên là có một cái tip nhỏ mà mình chia sẻ đây về lưu lượng tìm kiếm này. Clip dài hơn sẽ được rank cao hơn ở trên lưu lượng tìm kiếm. Ví dụ như bạn muốn đánh là lưu lượng tìm kiếm là về món thịt gà, gà xé đấy ạ. Bạn lên bạn search xong rồi bạn xem là cái 1, 2, 3, 4, 5 clip đứng đầu tiên ở trên YouTube bao nhiêu phút bạn làm clip dài hơn nó. Rất nhiều khả năng, tất nhiên là clip phải hay nha. Nhiều, và hình đại diện phải đẹp nha. Nhiều khả năng bạn sẽ rank cao hơn người ta. Lưu lượng đến từ bên ngoài này là chủ yếu của mình cũng là tìm kiếm thôi. Nhưng mà tìm kiếm ở đây là tìm kiếm từ Google. Thì ở trên clip dài vẫn nhiều hơn này. Video đề xuất, đây nguồn lưu lượng các bạn muốn xem này, video đề xuất này. Ít hơn hạn. Này 1000 mà cái này 437. Các bạn đừng có nhìn thấy cái kênh của mình số ít nhá. Mà xem thường nhá. Số các bạn về xem kênh của bạn to lên gấp 10 lần như này, nhưng mà cái nguyên lý là giống nhau ha. Nguyên tắc nguyên lý đều là giống nhau như thế. Đây là biểu đồ thanh nhá, chúng ta có thể chuyển thành biểu đồ đường này để nhìn so sánh với nhau. Rồi đây là bảng so sánh song song nhá. Các bạn có thể so sánh bằng bảng nhiều chỉ số nhá. Nhắc lại nha, đây là một phương pháp để các bạn mỗi khi mà thử nghiệm một chủ đề gì mới, mình so sánh với cả kênh mình hay là so sánh với những chủ đề đang đề xuất mạnh trên kênh mình để xem là nó có được khán giả của mình chấp nhận hay không. Đấy thì ở đây thì nó, các bạn sẽ thấy là dòng màu dòng tối màu này là tổng hợp cho nhóm short này. Dòng tối màu bên dưới này là tổng hợp cho nhóm clip dài này. Ha. Mình sẽ để cho nhìn như này. Mình thấy nhá, tổng số lượt xem này, tổng thời gian xem đương nhiên là clip short thì sẽ ít hơn này, thời lượng xem trung bình này, lượt hiển thị ít hơn so với clip dài này, rất có thể đây là nó nằm nhiều ở cái video đề xuất. Ở bên trái này các bạn có thể đổi, đây là nguồn lưu lượng truy cập nhá, mình muốn xem lượt hiển thị hình thức nhỏ, mình click vào đây này, nó sẽ hiện ra là lượt hiển thị ở đâu bị thua, mà thua nhiều như thế, nó là ở tìm kiếm trên YouTube, nó thua nhiều. Còn lượt hiển thị ở các tính năng duyệt xem, các trang kênh, video đề xuất đều hơn hết. Tỷ lệ nhấp chuột của hình thu nhỏ ít hơn một tí, 4,7%, 5,4%. Cái tỷ lệ nhấp chuột này phải lưu ý, tại vì tuy nó ít như thế này nhưng mà từ 4,7% đến 5,4% không phải là ít, nó là bao nhiêu? 0,7% đúng không? 0,7, 4,7 chia cho 0,7, mười mấy phần trăm chứ không ít, tỷ lệ là mười mấy phần trăm. Nhưng mà khi tỷ lệ nhấp chuột mà tăng lên được mười mấy phần trăm như này thôi thì lượng view không phải chỉ tăng lên mười mấy phần trăm, tại vì khi tỷ lệ nhấp chuột tăng ấy, thì đồng thời cái lượt hiển thị hình thu nhỏ này cũng tăng nhiều. Bây giờ các bạn có thể tăng từ 100.000 đến 130.000, tăng 30% lận. Đấy, cho nên là cái này quan trọng, đó là lý do tại sao mà mình phải rất chú ý đến cái hình đại diện và cái tiêu đề của mình để cho tỷ lệ nhấp chuột nó được tăng cao, nhích từng 0,1% một nha. Ok, sơ bộ như thế. Ở đây rồi các bạn có thể tự so sánh từng nguồn lưu lượng một xem là tỷ lệ nhấp chuột nó như thế nào và lượt hiển thị như thế nào với nhau. Như vậy là anh em thấy số liệu phân tích của kênh mình nhá, không có gì gọi là quá xuất sắc, nhưng mà cũng những cái short này cũng không có gì là kém cả. Kênh của mình chia sẻ những vấn đề rất là phức tạp, hướng tới không phải là hướng tới đối tượng khán giả trẻ, không phải là giải trí. Những cái chủ đề mình làm, tại vì mình vốn sử thử nghiệm nhiều mà, cho nên là đây này, xem về video này, ở bên tab video này cũng thế, nó cũng sẽ so sánh cho các bạn ở hai nhóm như này. Những cái chủ đề mình làm này nó rất là lung tung. Xem lưu lượng truy cập ở trên kênh mình biết thừa các bạn chỉ muốn xem 3 chủ đề, 2 chủ đề. Một là đề xuất, làm sao để ăn đề xuất, và chủ đề thứ hai là kiếm tiền Facebook như thế nào. Thì nhưng mà mình vẫn phải làm những cái short này, những chủ đề lung tung, tóc cộng đồng trị giá bao nhiêu, 50.000 views YouTube đáng bao nhiêu.
kêu cứu ở đâu khi kênh YouTube gặp sự cố. Tại vì những cái chia sẻ nhỏ nhỏ như này, mục đích chính của mình là để thử nghiệm xem shop như thế nào để cho có được cái buổi ngày hôm nay cho anh em chúng ta. Đấy, thì đấy là cái bất lợi của mình, nhưng mà mình thấy là tuy nó không quá xuất sắc nhưng mà cũng không có cái gì là quá kém cỏi so với các cái clip dài cả. À, đấy là một cái chia sẻ gần đây nhất sáng nay đúng không ta? Nếu đã thử đăng video ngắn, hãy chia sẻ cảm nhận của bạn. Thì số lượng bình chọn lớn nhất là tốt cho kênh view lên âm âm. Tuy nhiên cái này cũng hơi khó nói, tại vì là nếu mà mình không phân tích kỹ view lên như thế nào, nguồn lưu lượng nào, rồi có nhóm đối chứng như thế kia, thì mình cũng nói như thế này nó khá là hô đồ đúng không? Đây là một kênh làm rất nhiều shot trong cộng đồng của chúng ta này, Everyday Craft. Các bạn nhìn thấy không? Clip đầu tiên 38 giây 12 triệu view này. Rồi, để xin cho bạn này, mời bạn này lên chia sẻ cho mình. Thật ra thì mình biết đến shot là qua cái bài giới thiệu của Harry ở trên cộng đồng ấy. Thì đó là cũng là cái thời gian đầu tiên mà mình bước chân vào làm YouTube phát triển. Và trước đó thì mình chỉ làm trên Facebook thôi. Thì sau khi nắm được cái mục tiêu và cái tư tưởng của YouTube khi mà ra cái shot ấy, thì mình sẽ bám luôn với cái trend này mình làm. Thì cái kênh của mình ban đầu tiên là mình cho sản xuất toàn bộ là short hết. Cái kết quả đạt được thì thực sự là ngoài sự cái mong muốn của bên mình phát triển kênh. Tức là sau khoảng gần một tháng để sản xuất, làm quen với short, up lên, thì bắt đầu bước sang tháng thứ hai thì short nhận được rất nhiều đề xuất. Thì trong khoảng hơn một tháng thì cái con số mà kênh bên mình nhận được thì nó khá là ấn tượng. Trong vòng 40 ngày thì mình nhận được là số lượt xem là khoảng 40 triệu. Và số người đăng ký mới của kênh là vào khoảng 140.000 người đăng ký mới. Cái việc mà tạo lên một cái trend như này thì nó sẽ tạo cho mình cái lợi ích đầu tiên, đó là nó sẽ cho mình được một cái tập fan về cái chủ đề của mình rất là lớn trên kênh đó. Và dựa qua cái tập fan này thì mình bắt đầu đi tiến hành khai thác những cái video dài. Để mà khi đó thì bên mình mới chú trọng vào vấn đề là gọi là mất money ở trong kênh. Còn cái giai đoạn short này nếu như mà ai mà nắm bắt được thì mình nghĩ rằng là nó sẽ là một cái đòn bẩy rất là tốt. Đây, clip này là clip về Among Us. Among Us là một cái game mới, trend cực kỳ mạnh trong mấy tháng vừa rồi. Không phải mấy tháng, trong một năm vừa rồi. Anh em mình để một chút là bạn làm nó có hai cái dòng chữ ở bên trên và bên dưới này này. Render video thành hình vuông đúng không? Xong rồi còn thừa, tại vì 96 mà còn dư hai cái này, cho chữ vào đây, coi như là một cái tiêu đề nữa đúng không? Tại vì cái lúc mà xuất hiện ở trên kệ shop nó mất hết rồi, cái thumbnail nó mất hết rồi, cho nên là cái này nó giống như một cái tiêu đề, một cái thumbnail. Tại vì thuật toán sẽ ngẫu nhiên trên kệ shop đấy, nó không lấy cái thumbnail bạn làm mà nó sẽ ngẫu nhiên lấy cái một khung hình bất kỳ. Thì nếu mà bạn làm hai cái dòng chữ ở trên ở dưới này, đây là tối ưu hóa này, đây là lúc nãy bạn đang hỏi chúng ta SEO cho shop được nhiều view này. Tối ưu hóa theo kiểu như này này, không phải bằng key hay bằng gì này nọ đâu. Đấy, thì dù lấy khung hình nào, dù thuật toán lấy khung hình nào ấy, thì nó cũng xuất hiện được cái dòng chữ này của bạn. Game nha, hai clip đầu tiên là đã game nha. Chủ đề game làm shot rất rất ok. Cũng tương tự như cái kia, nó có những dòng chữ xuất hiện ở bên trên này này, nhưng mà cái này nó thay đổi. Nhưng mà cái mình muốn nói là shot đấy là ngắn, đơn giản và giải trí. Đấy là những điều chúng ta nên nhớ. Ở ngay những giây đầu tiên các bạn thấy là xuất hiện 10 giây thứ hai này, xuất hiện cái dấu XC này. Tức là bạn này hướng dẫn how to use Nico Passive like a pro, làm sao để sử dụng cái Nico Passive như dân chuyên nghiệp. Thì bạn giới thiệu mới có 2 giây bảo là làm như thế là không đúng, xong đây phần sau là làm như thế này mới đúng này. Đấy là tối ưu hóa ở đây này, chỉ 2 giây thôi là phải có cái gì để xuất hiện, phải có cái gì ấn tượng cực mạnh như này. Nếu mà bạn làm được như này đối với clip dài của bạn ở trên YouTube thì rất là tuyệt vời này. Kênh này các bạn sẽ thấy là một kênh rất là to, 955 triệu view trong 30 ngày vừa qua. 955 triệu view trong 3 ngày, chủ yếu là view đến từ short ha. Kênh này 1 phút 59 giây này. Những cái view theo clip mà 7.000 lượt xem này là chưa lên kệ này, 40.000, 196.000 này. Các bạn nhớ cái kênh này xong rồi nghiên cứu xem nha. Thấy người ta làm thumbnail, làm hình đại diện chưa? Làm rất là chú đáo, rất là cẩn thận. Mà nhân cái kênh Ali TV này mình cũng nói luôn là cái mà mình nhận thấy ấy, là để short được lên kệ ấy, thường là nếu mà mạnh nhất là một kênh làm toàn short giống vậy này. Mình có cảm giác như là thuật toán tự tin hơn khi nếu mà kênh đó
làm toàn short rồi thì có nhiều dữ liệu hơn về kênh đó, đảm bảo chắc chắn là cái nội dung của kênh đó khi người ta đưa một clip lên thấy ok, được khán giả tiếp nhận, được nhiều view thì tự tin hơn đối với kênh đó. Chứ còn những cái kênh mà mình thấy làm lẫn lộn cả cả dài cả ngắn thì nó không được mạnh như những kênh chỉ làm toàn short như thế này. Đó là lý do tại sao lúc nãy mình nói những kênh lớn nếu mà muốn thử nghiệm thì nên làm hẳn một kênh short. Cái branding của mình, cái thương hiệu của mình, tất nhiên các bạn đã lớn rồi, các bạn có thương hiệu mà. Pháp TV chẳng hạn, bây giờ bạn là Pháp TV Shop, người ta nhìn là người ta biết ngay bạn là Pháp TV có cái gì đâu. Làm đi một kênh, hai kênh, ba kênh, tận dụng giai đoạn này đang nhiều view như thế này. Tại sao nhiều view? Tại vì cung cầu thôi, cầu nó đang rất lớn nhưng mà cung nó đang rất ít, cho nên là đang rất nhiều view. Bạn làm đi lên được hai kênh, ba kênh, kênh rất lớn rồi, sau này mình kéo video dài các kiểu, sau đó mình hay nghe anh em nói những cái pro hàng khủng bảo là hệ xây dựng hệ thống kênh chẳng hạn, để kéo kênh vệ tinh các kiểu. Mình nhà sáng tạo cá nhân không làm được như thế, không đủ người, không đủ team. Đây là cơ hội của mình làm những cái đơn giản như thế này để mình làm được kênh vệ tinh này, xong rồi kéo màn hình kết thúc qua lại, đặt app cộng đồng rồi đặt ở trong pin comment từ kênh này sang kênh kia. Sao như hỏi cái hậu đường đúng không? Đây là clip này là behind the perfect videos, đằng sau một video hoàn hảo, thêm chữ short vào thành một video luôn. Đây là những cái clip hậu trường đúng không? Đây là một ý tưởng để anh em mình có thể thấy làm content cho short, những clip hậu trường nó những tình huống nó là hài hước. Delivery boy, khana hi to dene aata hai. Kyunki wo khana dene mein barish ki wajah se late ho gaya. Tóm tắt đúng không? Tóm tắt phim reaction, nhưng mà thực ra là tóm tắt một bộ phim thôi. Thì cái này cũng ok, tại vì bản thân cái bộ phim này là có sức hút rồi. Hôm nay ra hỏi được thôi. Customer ne khana hi nahi diya, aur na hi paise diye. Us khane ka bill jante kitna tha? 3800 rupaye. Jo ki aap us delivery boy ki salary se karne wala. Uski khud ki mahine ki salary 10000 rupaye. Các bạn có thể tham khảo cái kênh này. Kênh này là đây, kênh này làm cái key gọi là Among Us như lúc nãy mình nói đây. 3,55 triệu đã người đăng ký, 500 triệu view. Dù mình biết là short thì view short thì chưa có tiền, nhưng mà sau này trước sau thì mình thấy cái trend lúc nãy như mình nói đấy, thử nghiệm ở Ấn Độ, bây giờ sang thử nghiệm ở Trung Quốc, ở Mỹ, thì mình biết cái trend nó là như thế. Cái trend đấy là cái trend tất nhiên xảy ra, thì đương nhiên 500 triệu view này trước sau bây giờ nó chưa được gọi là bật kiếm tiền, nhưng mà trước sau gì nó chả bật kiếm tiền. Blockfact là một cái kênh cũng gọi là hiện tượng mà. Cái này cũng rất là độc đáo. Xem tổng cộng 96 triệu view trong vòng 30 ngày vừa qua, 700 ngàn người đăng ký 4 tháng trước, thấy chưa? 4 tháng mà 700 ngàn người đăng ký thì còn đòi hỏi gì nữa. Cái này làm về Minecraft ấy, nhưng lúc nãy mình nói Minecraft là một chủ đề đang rất nhiều view ở trên YouTube nha. Cái này rất độc đáo, các bạn nhìn thấy tất cả các clip đều 27 giây. Đúng 27 giây, không biết tại sao lại chọn con số 27 này. Trong lúc chúng ta đang ngồi băn khoăn còn nên làm hay không thì bạn này đã làm rất nhiều shot tôm review. Chắc là bạn nào chơi TikTok, quý TikTok chắc là biết tôm review này nha. 400 ngàn người đăng ký, view rất nhiều. Toàn shot trang rừng, không biết là kênh này có nổi tiếng với các bạn hay không. Mình mới tìm thấy rất nhiều view, 6 triệu view này, 5 triệu view này, 1 triệu 900 ngàn view này. Bắt đầu đăng clip từ khi nào? 8 tháng trước. Ủa rồi, bạn này từ 8 tháng trước clip đã ngắn rồi. À, bản chất của bạn này đã ngắn rồi. Đúng rồi, chưa có shop mà đã đăng rồi này. Thế nên này đúng là gọi là sao ta? Chuột giá trị gạo nhỉ. Tại vì mình đã nói là những cái clip mà mình làm trước đấy, trước khi có cái vấn đề shop này ra đời ấy, hình như bạn Trang Rừng này là nổi tiếng ở trên TikTok thì phải. Thì nếu mà những cái clip cũ làm từ trước như này, nếu mà vẫn đúng theo kích thước, theo chiều dọc này, dưới 60 giây này, thì nó vẫn được lên kệ shop nhé. Vẫn có khả năng được lên kệ shop nếu mà mình muốn gọi là chủ động hơn ấy, chắc chắn hơn nữa ấy, thì mình quay trở lại những clip cũ của mình thêm hashtag short vào này là sẽ lên kệ short. Ok, đây, thêm hashtag short giống như cái này nhá. Mình xem một clip nhiều view nhất của bạn Trang Rừng này nhá. Xem bạn này làm gì mà nhiều view vậy nhá. Thì bạn gái bỏ qua đón. Tại đi, em đang nghỉ với bạn em đi. Ok, bây giờ em bỏ em. A few moments later. Tại đi, em đi đâu rồi? Em đứng cửa em rồi. Vâng, cái để mà còn nó xong đã. Cứ từ từ. 2000 years. Tại đi, em đang đợi rồi. Chào bạn luôn nha. Ok. Chủ đề 2 rất là ok ở trên short đúng không? Các bạn làm clip 2 ngồi nghĩ 10 phút làm sao để cho ra được 2 đấy, người ta chỉ cần mấy chục giây thôi, hẳn một tình huống, một câu chuyện đầy đủ, hài hước. Hầu hết anh em mình đều biết BitIQ, công cụ nghiên cứu từ khóa đúng không? Thì ở đây, ở bên trái này này, mình sẽ có
most view, nhiều view nhất đúng không? Ở đây mình sẽ gõ vào đây là shorts này. Rồi. Đấy. Shorts xong rồi. View per hour này là tốc độ view hiện tại nhá. Đây là các cái clip mình có thể xem là clip đăng trong vòng 48 giờ vừa qua này. Thấy chưa? Trên toàn bộ YouTube nhá. À không, xin lỗi, đây là đất nước Canada để. Đấy. Những bạn nào nhiều view nhất là xuất hiện. À quên, tốc độ gọi là tốc độ view cao nhất là xuất hiện. Mình vào mình xem thôi, xem người ta làm thế nào. Lần mò nha. Đấy, mình có thể nghiên cứu, mình học theo bắt chước, nhưng mà cái này mới quan trọng này. Tại vì như mình nói chẳng hạn ấy, có nhiều khi nó mình dùng cái này để mình tìm hiểu về shorts, hoặc là mình tìm hiểu về gà xẻ phay, hay là mình tìm hiểu về du lịch Đà Lạt chẳng hạn, nó cũng hơi bị bất cập. Tại vì là nhiều khi view nó nhiều, ví dụ như cái này view nó nhiều chẳng hạn, nhưng mà bản chất của nó là 5,4 triệu sắp đấy, các bạn nhìn thấy chữ nhỏ nhỏ không, 5,4 triệu sắp thì đương nhiên view nó nhiều. Mình bắt trước cái chắc gì là view nó nhiều như này, nhưng mà chỗ này VidIQ có tính năng rất lợi hại này, mình có thể phân loại theo số sắp. Mình chỉ phân loại đến 1.000 sắp thôi. Lý thuyết của mình là tại sao kênh đó bé như thế mà view lại nhiều, chứng tỏ là cái clip đó, ý tưởng đó, một là rất là hay, hai là rất là độc đáo, ba là rất là mới. Bắt trước sau đó mình có thể phân loại theo quốc gia các kiểu. Đây là trên toàn thế giới đúng không? Kênh này có 982 sắp thôi mà tốc độ view hiện tại đang là 1.200 view một giờ này. Click vào xem thôi. Được. Loại này các bạn đừng làm nha. Loại này là một thời gian năm ngoái nó rất là trend, tại vì dễ làm mà, gọi là gì ta, biểu diễn số liệu ấy. Nhưng mà loại này là bị lỗi, YouTube gọi là lỗi nội dung tạo tự động bằng máy tính. Nhưng mà cái cách mình tìm là như thế ha. Nếu thích thì chúng ta có thể đổi ở đây thành tổng số lượng view, vân vân. Những cái nhỏ này cũng chưa biết nhiều để làm shop, nhưng mà mình cũng có thể đổi thành gọi là any. Thì cái này mình thấy là hiện tại có một số kênh lớn đang làm kênh, ví dụ kênh Nữ Thám Tử này, làm shop này. Thì bạn này làm theo kiểu là cái này là kênh cũng nội dung dài, nhưng mà vẫn làm các video short, làm theo cái format là tóm tắt phim ha, trailer, giống như trailer. Lâm Vlog, team của Lâm Vlog làm riêng một kênh short này. Lâm Vlog giải nhà sáng tạo TikTok năm 2020 đúng không, giải thưởng đệ nhất nhà sáng tạo TikTok. Thì bạn làm một kênh riêng với short đã được 60.000 người đăng ký này. Tới lửa của cô An, tấu hà nha bạn. Cô An là tên lửa cặp tay bạn. Em là nha. Như DIY hả? Ngày nên là quản chứ. Nhắc lại nha, cái này không chỉ để nghiên cứu về shop nha, nghiên cứu về tất cả mọi thứ trên đời. VidIQ, đây mình có một cái link VidIQ, anh em nào mình sẽ đưa vào trong phần chat này để cho anh em nào muốn. Thứ nhất là các viral trend này, những cái trend mà viral mạnh giống như Among Us lúc nãy mình nói ấy, hoặc là ở Việt Nam thiếu gì trend đúng không? Ví dụ như chẳng hạn như vừa rồi trend siêu nhân mạnh đúng không? Mình dựa vào đấy, ví dụ như kênh nào làm web drama chẳng hạn, tái hiện lại tình huống anh Mạnh nhảy lên ban công là có view thôi. Chủ đề thứ hai là hài này, giống như kênh Trang Rừng lúc nãy mình ấy, kênh Trang Rừng làm toàn hài không, nhưng mà hài rất ngắn. Các thể loại giải trí, cứ cái gì nghiêng về giải trí là dễ có view, tại vì khi mà nó cũng giống như TikTok thôi, lúc người ta lên xem người ta không có chủ động gì hết, người ta chỉ có gạt dọc lên để xem, không có tìm kiếm cái gì hết. Thường là để cho trước khi đi ngủ hay là này nọ, xem một cách cho nó mỏi mắt để đi ngủ. Chứ còn những cái nội dung mà như mình nói, chia sẻ về kiến thức phức tạp thì các bạn phải làm cho nó
nghiêng về giải trí hơn một tí. Thì chỗ này mình cũng xin nói luôn là nhắc nhở cho các bạn làm về những cái chủ đề mà nghiêng về gọi là chia sẻ kiến thức ấy. Tức là trên YouTube thường có hai nửa, một nửa là làm về giải trí, một nửa là làm về chia sẻ kiến thức. Thì những bạn làm chia sẻ kiến thức thường là bị ít view hơn. Nhưng mà bù lại ấy, những cái đó nếu mà làm đúng làm chuẩn á thì có thể xây dựng thương hiệu rất là tốt. Từ đó mình có thể bán khóa học này, mình có thể xây dựng cộng đồng này, mình có thể giống như kênh của mình là kênh gọi là không tập trung vào view mà tập trung vào làm branding để cho mọi người biết đến mình, để làm những việc khác kiếm tiền ở ngoài chứ, đúng không? Chưa chắc hai bên đấy bên nào kiếm tiền nhiều hơn đâu. Bên làm về giải trí thì view nhiều nhưng mà chưa chắc nhiều tiền đã nhiều bằng bên này. Thì khi mình làm về chia sẻ kiến thức như thế, mình phải lưu ý là ở trên YouTube ấy, mình nên đi theo cái hướng không phải là education mà mình đi theo cái hướng là edutainment, là gọi là kết hợp giữa education và entertainment, giữa giáo dục và giải trí để cho nó dễ tiếp nhận hơn ở trên YouTube. Thanh niên này là một kỹ sư NASA mà giải nghệ về làm YouTube, không làm là cho NASA nữa, làm về các thí nghiệm khoa học. 16 triệu người đăng ký đúng không? 84 triệu view một tháng này, 84 triệu view ngoại nha, bằng khoảng 840 triệu view Việt Nam nha. Bạn này làm rất ít, thường là trung bình khoảng mỗi tháng làm một đúng một clip thôi. Đấy, cho nên là anh em mình đừng có nói là cứ phải làm nhiều nhiều clip liên tục hàng ngày thì mới ấy nha. Nhưng mà làm rất là giải tính giải trí rất là cao. Chủ đề DIY này, DIY cũng rất là thịnh hành ở trên shop này. Đặc biệt là các bạn có thể thấy, các bạn có thể nhìn thấy rồi là kênh 5 Minute Scrap, kênh cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam. Việt Nam bắt chước kênh này rất nhiều. Nếu 71 triệu người đăng ký, nếu mà bạn cảm thấy kênh mình quá to mà chưa dám làm shop thì hãy nhìn 5 Minute Scrap nhé. 71 triệu người đăng ký vẫn dám làm nhé. Liên tục thử nghiệm, càng thử nhiều càng tốt này. Clip ngắn 5-3 giây này, chen clip dài này, ngắn này, dài này. 5 minutes grab mà đã dám làm thì tại sao mà bạn còn tiếc gì? Mà cái này không cần phải là lập kênh riêng nhá. Giống như MrBeast chẳng hạn thì MrBeast có kênh lớn 54 triệu sub nhá. Thì kênh này không có clip ngắn nào. Nhưng mà MrBeast lập thì hẳn thêm một kênh mới, MrBeast Shorts. Đã 5 triệu người đăng ký rồi chứ. Trong lúc anh em mình đang ngồi phân vân là nên làm hay không, anh đã kiếm được 5 triệu người đăng ký rồi. Tiếp là thể loại cũng rất là nhiều view là oddly satisfying này. Cái này tiếng Việt thì là gì ta? Nó rất là thỏa mãn này. Cho nên là những cái này làm về những cái kênh, ví dụ chẳng hạn như vẽ chẳng hạn này. Bạn cắt ví dụ như một bức tranh đi, bình thường clip vẽ 20 phút, 30 phút chẳng hạn, cắt ngắn lại. Giống như cái clip mà ném dưa hấu lúc nãy mình cho các bạn xem ấy, ném dưa hấu đứng từ xa, ném trái dưa hấu qua đúng cái nồi đấy, gọi là oddly satisfying. Là xem nó rất là sướng mà không hiểu tại sao. Đấy, nghe cái tiếng ASMR, nghe cái tiếng cắt qua cái miếng xốp này nữa. Rồi trailer nãy nó nói rồi nha, cho MV ca nhạc và web drama này. Trailer MV ca nhạc thì cắt ra đoạn điệp khúc, đoạn hay nhất, đoạn bạn sáng tác hay nhất đấy. Rồi, tiếp recycle content, chỗ này viết tiếng Anh. Recycle content tức là mình lấy những cái đoạn hay ở trong những cái clip dài của mình ra. Thì cái đó thì dễ thôi, bạn vào trong số liệu phân tích của clip của mình này. Điệp phở ngon nhất Sài Gòn hay cách trở thành filmmaker số 1 thế giới. Mới có 246 lượt xem à, ít thôi. Mà như mình nói đấy, chưa chắc bên nào đã kiếm được, còn số người đăng ký có nó 1-1 người thôi. Ở đấy nha, vào trong mức độ tương tác này. Cái này thì những kênh lớn biết thừa. Vào trong tab này là giữ chân khán giả này. Vào đây. Đấy, mình biết ngay đoạn nào khán giả thích nhất. Đoạn tôi lên đây là khán giả thích nhất này. Xem liệu có thể cắt được thành một clip không. Rồi, liên hệ lại với mình sẽ cùng với thằng Đức chat với support tiếng Anh để cố gắng lấy cho bạn cái 2021. Nhân địa kỳ mà họ đã làm hiểu nhau đoạn nào số này. Hoặc là cái clip hay là creators tự hào sáng tạo ở trên Facebook, về YouTube, Facebook, TikTok, hoặc là bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình yêu, hôn nhân và gia đình thì hãy để lại bình luận của bạn ở bên dưới video. Đấy, đoạn này giống như mình nói, mình cố gắng đưa vào một chút, mặc dù mình chia sẻ kiến thức nhưng mà mình đưa vào một chút hài hước giải trí vào để cho nó anh em đỡ mặt mũi, đỡ căng thẳng, chém đỡ căng thẳng. Thì không ngờ là được anh em rất là đón nhận, thấy không? Đoạn này dị chân khán giả cao nhất thì những cái đoạn như này mình có thể cắt ra. Biết đâu, tất nhiên là mức độ hài hước của mình như này là quá chả được giải ai cho giải thưởng gì cả đâu. Nhưng mà nếu mà bạn mức độ hài hước cao hơn mình thì có thể cắt ra để cho trở thành clip shot. Rồi khoảnh khắc cảm xúc. Đó.
như lúc nãy nói thôi, mặc dù chia sẻ không phải chỉ có hai câu, những khoảnh khắc cảm xúc, những cái khoảnh khắc xúc động bạn tìm thấy ở trong trong cái clip dài của mình phát ra. Dài của clip thì thông thường mình thấy là nó chia ra làm ở trên thế giới ấy, ba khoảng. Khoảng thứ nhất là cái loại thứ nhất là khoảng cỡ 15 giây trở lại, nó giống như câu chuyện ấy, rất là ngắn, vài ba giây hoặc 15 giây trở lại. Khoảng thứ hai là khoảng từ 15 giây cho đến 35 giây, khoảng trung bình. Khoảng thứ ba là khoảng gọi là full shot luôn, mình gọi là full shot, đến khoảng 50 mấy giây luôn. Cũng giống như cái câu chuyện mà clip dài ở trên YouTube ấy, người ta bảo là nên làm những clip mà giữ chân khán giả cao. Đây là 7 phút này, giữ chân khán giả cao, hay là nên làm tỷ lệ phần trăm xem trung bình cao. Cái nào quan trọng hơn thì cả hai cái đều ngang ngửa với nhau. Miễn làm sao là clip của mình nên dài đến mức mà nó cần thiết thôi. Thì ở ba cái khoảng đấy, mình thấy là gọi là lượng view nó cũng tương đương nhau, không có cái nào nhiều hơn, cái nào ít hơn. Cái nào hay hơn thì lên được thôi, lên kệ được thôi. Về gọi là tần suất đăng video, frequency, tần suất đăng short nó rất là dễ làm đúng không? Nhưng mà có nhiều kênh ham quá, mình thấy đăng 5-7 video mỗi ngày, mình thấy như thế không cần thiết. Mà những cái kênh tối ưu nhất là mình thấy đăng mỗi ngày một clip short thôi, hoặc là hai clip thôi. Chứ còn đăng 5-7 cái như thế thì nó cũng chỉ được một cái lên kệ thôi, còn lại những cái kia là vẫn cứ chìm nghỉm. À, có thể như bạn cứ bảo là đợt trước em đăng tại shop thì lên mạnh, sang đợt này không thấy nữa. Có thể nguyên nhân là do bạn đăng nhiều quá. Background cái này là giống là cái mà mình chia sẻ lúc nãy, mà cái clip mà nó có thêm cái chữ ở trên và ở dưới này, làm thành cái background, làm thành để cho cái thumbnail của bạn. Dù là thuật toán chọn bất kỳ khung hình nào trong clip của bạn thì cái background đó vẫn thể hiện được là clip của bạn nói về vấn đề gì. Về vấn đề thoại thì nếu mà những clip mà làm về hài ấy, giống như Trăng Rừng vừa rồi thì có thoại, hoặc là tóm tắt phim này nọ. Nhưng mà mình thấy là rất nhiều clip short không cần phải thoại mà vẫn được rất nhiều view. Tại vì đơn giản thôi, short nó ngắn gọn, đơn giản mà. Miễn làm sao chỉ bằng những cái hình ảnh để thôi mà thể hiện được cả nguyên cả một câu chuyện là được. Nhịp thì phải tốc độ cao đương nhiên rồi, giống như cái này mình tiếp cận với thế hệ trẻ mà, giống như TikTok thôi. 2 giây mà chưa có gì xảy ra trên màn hình thì đương nhiên là cái short của bạn là thất bại. Còn ngược lại, clip dài trên YouTube mà nếu mà 6, 7 giây đến 10 giây mà vẫn chưa có gì xuất hiện, vẫn đang xin chào các bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh của xin lỗi các bạn nha. Bỏ cái đấy đi, một phát là phải vào clip luôn. Về cái nhịp này thì nó có hai yếu tố là hình ảnh visual xuất hiện trên hình như nào, và cái nhạc này bạn chọn cái nhạc như nào. Thì đương nhiên là những cái nhạc ở trên này nó phải tốc độ nhanh hơn so với những cái clip dài bình thường. Quy trình bố cục kênh để cho ở trên điện thoại của mình nó sẽ xuất hiện một cái phần riêng về short. Đấy nha, cái này thì mình đã nói ở trong cái clip gần đây nhất ở trên kênh của mình, cái clip này này. Tiệm phở ngon nhất Sài Gòn hay cách trở thành filmmaker số 1 thế giới, các bạn vào đây tìm nha. Tối ưu hóa, nhưng mà nó không liên quan đến từ khóa hay gì cả. Mà những cái tối ưu hóa này là những cái tối ưu hóa của hiện đại, tối ưu hóa của máy học, là của tương lai. Chúng ta làm không chỉ, đây là những cái điều mình nói này, không chỉ áp dụng cho shop mà mình suy nghĩ để áp dụng cho clip dài của bạn luôn. Rồi cái template của Hùng Phan, các bạn vào trong nhóm Việt Creator tìm lại cái chia sẻ của Hùng Phan nhé. Kênh rất là đẹp luôn, kênh mặc dù rất nhỏ nhưng mà làm rất là hay, rất là đẹp, và suy nghĩ rất là thấu đáo về shot. Đấy nha. Tại vì đấy, mình nói shot không được tính vào giờ bật kiếm tiền này, không chưa được bật kiếm tiền này. Cho nên là mình chủ yếu tận dụng nhiều view, cũng giống như chiến lược về TikTok ấy. Tận dụng nhiều view của nó kéo view về, kéo shot về. Mà muốn kéo được mạnh ấy thì phải có gọi là call to action, khán giả phải làm gì. Chào mừng anh em đã đến với tiết mục. Thông tin mô tả của bạn, bạn cho cái gì vào đây nè. Kênh của bạn là liên quan đến chủ đề gì thì nói nhá. Xong rồi bảo khán giả coi thêm đây, người ta sẽ click vào đây là đúng cái avatar kênh của bạn luôn này, sẽ vào được kênh của bạn thì người ta mới đăng ký. Tỷ lệ đăng ký đương nhiên cao hơn so với bạn chỉ làm không. Còn một nguồn nữa anh em có thể tham khảo là Help Community. Đây này, cộng đồng của Jesus tạo ra. Thì trên này có một cái gọi là một cái chủ đề là các cái báo cáo của YouTube về short, những cái hiện tượng
mới xuất hiện, những cái kênh mới xuất hiện đây, người ta làm thành báo cáo rất đẹp, và nào rành tiếng Anh thì có thể đọc. Những cái kênh này Science thì người ta tổng kết nội dung là gì, tại sao nó lại nhiều view, chúng ta nên học tập cái gì, vân vân. Đấy, 1, 2, 3 báo cáo rất là đẹp, dữ dực làm mà. Đấy thì bạn đây báo cáo tuần trước đây, mỗi tuần một báo cáo. Đây kênh này Among Us in HD đây. Thì các bạn sẽ được cập nhật những cái hiện tượng mới nhất của shop, và các bạn có thể đăng ký theo dõi cái post này ở đây. Unsubscribe này, subscribe này ha. Em hỏi là thì cái short thì bây giờ cái độ phủ nó rất là cao và view nó lên rất là mạnh, em cũng đang rất là muốn thử nhưng mà gọi là 50-50, thì bây giờ em sợ là khi mà lên short ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời lượng xem trung bình của các video khác ấy. Và cho em hỏi nữa là short thì nó sẽ có đề xuất được cho những cái video khác của kênh không, ngoài những short nó sẽ đề xuất cho những cái video mà không phải là short hay không? Ở trên cái short nó rất là giống TikTok, nó chỉ người ta chỉ vuốt thôi, vuốt liên tục, cho nên là nó không vào được cái những cái clip khác của kênh mình. Tuy nhiên ấy, tại vì cái clip mình làm nó vẫn hiện ra như các cái clip bình thường khác ở trên cái trình phát bình thường, cho nên là những cái đó vẫn kéo về kênh của mình bình thường. Hôm kia anh có một cái nút vàng làm thử và đã nói với anh là cái chuyện đề xuất thì nó kéo bình thường như những cái clip khác, nhưng mà về màn hình kết thúc ấy, thì nó rất là ok, nó kéo rất là ok. Khả năng là do là tại vì nó rất ngắn, người ta chưa kịp xem thì màn hình kết thúc nó đã hiện ra rồi. Trong khi ví dụ như clip dài 10 phút, các bạn thấy thời lượng xem trung bình được có 37 giây à. Như hôm trước nói chuyện với mình ấn bùi đấy, 40 giây đầu tiên clip không có một cái gì cả, lâu khán giả mới xem được đến cuối cùng. Đăng trong tab câu chuyện có gọi là short không anh? Đăng trong tab câu chuyện không gọi là short nha. Tab câu chuyện và short là khác nhau. Tab câu chuyện là nó chỉ có cho các kênh trên 10.000 sub. Và tab câu chuyện thì cái view của nó là view dạng như view rất là tạm thời. Nó giống như câu chuyện của Facebook hay là câu chuyện của Instagram. Nếu các bạn đã chơi hai cái nền tảng đấy thì các bạn sẽ rất rành về câu chuyện. Mà câu chuyện của Dịch nó dài hơn, hình như là 7 ngày phải không ta? Được 7 ngày. Nhưng mà sau đó nó mất. Và cái thời lượng xem của câu chuyện nó không được tính vào số liệu phân tích của kênh. Trên cái nguồn lưu lượng truy cập không có câu chuyện. Các kênh 10.000 sub cũng dùng cái tính năng câu chuyện này, nó rất ít, các bạn là còn hơi lạ nhưng mà nên tận dụng tại vì nó kéo sub rất là tốt. Nhưng video đăng trong tab câu chuyện có thể lấy video short đăng lại được không anh? Được. Đấy, giống như mình nói lúc nãy, câu chuyện là dạng cái dạng mà gọi là tức thời, hiện lên rồi mất, nó không tính vào đâu cả, cho nên là bạn cứ lấy đăng lại trên short bình thường. Em đăng short được đề xuất liên tục, mỗi lần 1.000 view lại dừng, chắc video chưa được hay nên không được đề xuất tiếp ạ. Nếu mà video hay thì đương nhiên người ta sẽ đề xuất mạnh thôi. Nhưng mà một phần nữa cũng là vì hiện tại như mình nói là short đang thử nghiệm liên tục, và cái thuật toán của YouTube ở trong giai đoạn là đang học. Tức là YouTube người ta không, bây giờ người ta không điều chỉnh thuật toán nữa mà để cho thuật toán nó học. Học xem cái hành vi của khán giả như thế nào, xong rồi từ đấy nó tự nương theo. Tất cả các thuật toán ở trên đời nó chỉ có 3 phép toán thôi. Xong rồi nó tùy vào cái độ mạnh của máy tính, của máy chủ ấy, để nó hoạt động có nhanh hơn hay không. Nó chỉ có 3 phép toán là and, or và not, đúng không? Nếu mà bạn nào mà hiểu về gọi là dữ liệu lớn, về big data này nọ, các bạn biết là tất cả các thuật toán trên đời đều như thế cả. Và nếu cái này và cái kia, hoặc là or là hoặc là not là không. Nếu mà sâu lên người ta không xem thì thôi, lần sau không sâu nữa. Kiểu thế, nó để YouTube đang để cho trong giai đoạn học, cho nên là cho clip của bạn lên một thời gian xem phản ứng của khán giả như thế nào, phải cho xuống để còn cho cái khác lên. Hiện tại 3,5 tỷ view. Một là bao lâu mình có thể có video cắn vào short, cắn vào kệ short. Thời gian nó có thể từ ngay lập tức trong ngày đầu tiên. Nó có thể lên kệ short bạn sẽ thấy view dựng đứng lên ngay. Hoặc là có thể lên đến 7 ngày, hoặc thậm chí lên đến 21 ngày mới bắt đầu được lên kệ short nha. Đấy là quan sát của mình và tìm hiểu của mình. Để có cái buổi nhắc cũng chia sẻ với anh em luôn, để có cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình đã tốn rất là nhiều thời gian, rất là nhiều giờ, nhiều ngày làm việc để khảo sát trên toàn bộ YouTube. Và mình
tất nhiên là anh em cũng biết là mình có quan hệ rất là tốt với rất là nhiều anh em ở trong nhóm, mình có rất là nhiều dữ liệu để có thể nhìn thấy. Rồi, trong thời gian nhất định view của short đó không lên thì có nên có bước tiếp theo gì đó không? Tức là ý của em là có nên xóa đi hay không đấy, tại vì sợ khán giả của mình quen xem video dài thì có nên xóa đi hay không. Như anh chia sẻ cái số liệu của kênh anh là một kênh trước đây cũng chỉ là nó có hai cái bất lợi. Thứ nhất là của mình là video dài, quen làm video dài rồi. Thứ hai nữa là cái nội dung anh chia sẻ trên kênh anh nó cực kỳ phức tạp. So với, tất nhiên là so với anh em mình thì anh cũng cố gắng là làm cho nó đơn giản nhất có thể hiểu được, nhưng mà so với người bình thường là những vấn đề cực kỳ phức tạp, vấn đề về số liệu của YouTube các kiểu rất là phức tạp. Cho nên là đương nhiên là cái short nó không được lên mạnh như những kênh làm giải trí hay là những kênh làm cho đối tượng khán giả trẻ khác, đúng không? Nhưng mà qua cái số liệu phân tích mình nhìn thấy là short không tuy cũng không gọi là hơn hẳn so với các cái video khác, nhưng mà nó cũng không có gì là kém hơn cả. Đấy. Còn nếu mà kênh bạn làm nghiêng về giải trí, kênh bạn nghiêng về giới trẻ ấy, thì làm mà được lên kệ short mạnh ấy, các cái video của mình ấy, làm ấy, thì được lên kệ short nó rất là trong thời gian rất ngắn, nó chỉ được thử nghiệm, coi như được thử thôi, lên thử thôi. Nhưng mà toàn những cái chia sẻ kiểu như thế thì mình biết là nó sẽ xuống rất nhanh, cho nên là số liệu từ nguồn lưu lượng short nó hơi ít. Nhưng mà nếu mà kênh của bạn mà nó nghiêng về cái hướng bên kia hơn ấy thì đương nhiên là nó sẽ rất là tốt cho kênh thôi. Còn về vấn đề đề xuất với view đề xuất rồi view từ các tính năng duyệt xem vân vân thì em thấy nó cũng bình thường thôi. Còn bây giờ trong một cái clip short mình đã nói mình nên làm chủ đề gì về short ấy, làm gì thì làm phải nghĩ đến khán giả của mình. Cái câu gì nhỉ? Tất cả cho khán giả sẽ cho tất cả. Cho nên là không có gì mà phải xóa cả. Rồi, câu cuối cùng quan trọng này. Thời gian clip short ngắn, lại xem ít thì sẽ kéo tụt thời gian xem trung bình của kênh. Cái này là cái lo lắng nhất của các kênh to này. Kênh to luôn luôn nhìn cái gọi là thời gian xem trung bình của kênh mình xong rồi bị kéo tụt. Nhưng mà theo quan sát của anh thấy ấy, thì càng ngày mà cũng như theo những cái gọi là công bố của YouTube ấy, cái thuật toán nó càng ngày càng đi về hướng là nó, tất nhiên là cái giai đoạn ban đầu ấy thì lúc mà mình mới phát hành clip ấy nó rất là phụ thuộc vào cái số lượng sub của mình. Kênh to thì đương nhiên là view nhiều, view đến từ khán giả cũ ấy, từ thông báo này, từ tính năng duyệt xem vân vân, nó nhiều. Nhưng mà qua được cái khán giả đấy bắt đầu đến vòng đề xuất, bắt đầu đề xuất ra ngoài các kiểu ấy, thì cái vòng đời của cái clip đó nó phụ thuộc, hầu như là phụ thuộc vào cái hành vi tương tác của khán giả với bản thân một cái clip đó thôi. Cho nên là cái việc kéo tụt thời gian xem trung bình của kênh nó không ảnh hưởng nhiều đâu, đừng sợ. Trước đây chúng ta cũng thấy rồi, tại sao mà bảo là cứ phải làm clip dài 10 phút, 20 phút, 1 tiếng đồng hồ để cho được thời gian xem dài, để cho kênh lên nhanh. Tại sao những kênh ca nhạc người ta làm có 2 phút, 3 phút vẫn lên, hoặc là có những clip viral có vài giây, mấy giây thôi vẫn triệu view bình thường. Bằng video short có cần mô tả với thẻ tag không anh? Làm bình thường thôi, làm bình thường như những clip dài bình thường khác. Nhưng mà ở trên kệ short, cái mình đã làm video short thì mình bây giờ xem cái số liệu phân tích lúc nãy là các bạn khá là yên tâm nữa ha. Tất nhiên là mình vẫn khuyên là nếu mà kênh lớn mà các bạn cảm thấy có gì để mất thôi á, thì nên làm một kênh mới hoàn toàn. Làm short, làm một kênh mới hoàn toàn cho nó chắc cú nha. Và còn nếu mà bạn nào muốn làm ở trên kênh mình thì cứ tiêu đề thẻ tag các bạn làm đầy đủ các bước bình thường, hình đại diện thumbnail các kiểu. Tại vì dù sao thì nhất là các kênh lớn, nguồn view, lượng view đến từ đề xuất với cả lượng view đến từ duyệt qua các tính năng cũng rất nhiều mà. Nếu mà bạn không làm đầy đủ các bước SEO như thế thì làm sao mà nhiều được. Làm thumbnail cho short nên làm thumbnail 16:9 hay 9:16, không làm được 9:16 đâu em nha, phải làm 16:9. Và khi nó xuất hiện ở trên kệ short thì nó sẽ không xuất hiện cái thumbnail đấy. Mình làm cho những cái nguồn lưu lượng truyền thống. Anh cho em hỏi video short kênh trên 100.000 sub có nên làm hay không? Làm sao để video short được đề xuất nhiều đi ạ? Cái câu hỏi đầu tiên là trên 100.000 sub có nên làm hay không, thì như mình vừa nói nha. Nếu 100.000 sub mà bạn vẫn chưa hài lòng với lượng view của mình thì nên làm. Còn nếu mà bạn đã hài lòng, cảm thấy có gì để mất thì cũng nên làm, nhưng mà làm một kênh mới.
chẳng hạn như kênh của mình là Việt Creator chẳng hạn, thì mình sẽ làm một kênh là Việt Creator Shorts. Tiêu đề short đặt giống tiêu đề video dài được không ạ? Được chứ, không khác gì hết. Giống như mình nói, mình cứ làm, mình chỉ có lưu ý là thêm hashtag short ở trong, và mình phải lưu ý là dưới 60 giây và màn hình dọc hoặc vuông, và có hashtag short ở trong tiêu đề hoặc mô tả thôi. Còn mọi thứ khác là phải làm giống, tại vì mình phải chú ý, nếu mình không làm giống ấy, nó sẽ lúc đó nó mới bị tụt view, đề xuất phải tụt view từ tìm kiếm, tụt view từ các nguồn khác đấy. Đào Văn Tùng hỏi này, bê video short bên TikTok sang YouTube có sợ bị bắt nhạc bản quyền không anh? Không nên nha, không nên, có hai cái không nên. Thứ nhất là nhạc bản quyền. Bản quyền ở trên TikTok nó rất là ok, TikTok mua hết tất cả các loại nhạc trên đời. Ngoài YouTube không như thế, mang sang đó là bị bắt nha. Đợi đi, khi nào có cái gọi là camera shot đấy. Nào camera shot hẳn hoi mà không cần phải thêm hashtag shot nữa đấy. Mình có thể, nhà sáng tạo có thể lúc mình mở app YouTube này ra, xong rồi mình bấm YouTube này vào đây. Đây là bình thường, đây gọi là upload video này, đăng video lên này, sắp trực tiếp này, hoặc là đăng bài các cộng đồng này, sẽ có thêm một cái nữa là tạo short, xong rồi tạo video ngắn, xong rồi click vào, xong rồi nó sẽ có này, có filter giống như TikTok này, thêm sticker các kiểu nữa này nọ, rồi thêm nhạc, nó sẽ cho mình thêm nhạc vân vân các kiểu. Thì lúc đó mình sẽ thêm nhạc của YouTube vô tư vào đấy, lúc đó YouTube sẽ cho mình rất nhiều nhạc, cạnh tranh với TikTok mà. Cái vấn đề thứ hai nữa là theo quan sát của mình ấy, lúc bắt đầu mà mới short mà xuất hiện ấy, thì số lượng video lấy từ TikTok qua rất nhiều, gọi là được đẩy lên cái short nhiều, nhưng mà thời gian gần đây thì cảm giác như nó bị bóp những cái mà có logo của TikTok, nó bị bóp. Cắt video ra làm short từ video cũ thì không bị trùng nội dung à? Trước đây cái việc như này là sẽ bị trùng lặp nội dung, không phải trùng lặp mà nội dung sử dụng lại, nhưng mà hiện tại như mình thấy, mình quan sát ấy, thì YouTube đang rất là ưu tiên cho Shorts, cho nên là mình thấy không bị vấn đề gì cả. Tốt nhất là nếu mà ấy thì các bạn có thể edit lại nó đi, thêm chữ, thêm chiếc các kiểu vào, hoặc là clip dài cắt ra thành từng slot ngắn. Và mình hy vọng là xong qua những cái buổi như này thì chúng ta có thể kết hợp chặt chẽ với nhau hơn, và sau này chúng ta sẽ làm được những việc lớn hơn. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt Creators, chúng ta tự hào sáng tạo.